To that? Alan! Hello các bạn, cuối cùng mình cũng đã tới nơi rồi và đây chính là Vy Đắc. Hello. Đồ ơi, đó là em mình á. Vy Đắc đâu? Vy Đắc nè. Đen vãi. Mức độ đen của Vy Đắc là như này các bạn thấy không? Cái tờ này mới đen em nè. Đen đúng không? What the fuck? Song sinh. One minute later. Múc bàn em Vy Đắc các bạn. Chăm like múc bàn Vy Đắc ơi. Ok, giờ anh em mình sẽ chuẩn bị đi tắm biển nha. Thay đồ và đi tắm biển. Ai út mà. Thì cái độ này sau khi tắm biển xong, cái quả tóc Gojo Satoru ngầu lòi của mình đã phai ra màu mà xấu vãi cả đái. Bây giờ thì mình sẽ đi quýnh pizza nha. Thì ở ngày hôm sau tụi mình đã thuê thuyền có thể đi sang đảo khác. Tuy nhiên thì trong lúc đó Vy Đắc đang... Tụi mình đang ở Thủy Tung nha các bạn, nhưng không có được bơi. Đi vòng vòng vậy thôi à. Lionfish. Lionfish nha các bạn. Cá lion. Cá phan lần các bạn ạ. Cá mặt khỉ nè bạn ơi. Đâu? Nào? Cá khỉ hả? Cá khỉ hả? Ủa phải không? Ui vãi. Dạ dạ ai? Con này nó bự hơn em nữa. Ôi no, Vy Đắc sao Vy ăn thịt mất. Vy Đắc một hết là gục các bạn ơi. Con này nó chào anh rồi ba. Má nhìn mặt này phán phải. Ủa anh Vy Đắc anh mới ăn trái quỷ vậy anh Vy Đắc? Anh đang trái quỷ chiến binh em à. Ôi ôi dạ. Và sau khi đi chơi một vòng thi cung xong thì tụi mình sẽ đi ăn trưa bằng tôm hùm. Các bạn xem mặt con Vy Đắc nó gian rồi, nó đang thèm con tôm hùm lắm rồi đó. One minute later. Tôm bị bắn vô mặt các bạn. Lỡ các bạn nha, mình lỡ bắn vô mặt Vy Đắc rồi. Và tụi mình đã kết thúc chuyến đi bằng việc ăn cá sống. Điều đó đã giúp hai anh em mình đau bụng nguyên ngày hôm đó luôn. Vlog lần này thì tụi mình chỉ lo đi chơi thôi chứ quên quay video nên là hết rồi.